hai con, hai con. Ôi ôi, hai con nào cũng bự hết. Nè. Có này ít chúa ơi. Thứ thì chơi. Nó vô một cái bích cái lợp luôn rồi. Ôi con nè. Ê chị để lên mặt chị coi bự dữ không? Ôi con nè. Nó vô một cái hết hồn rồi chứ. Đó. Hôm nay thì mấy chị em ăn nướng muối ớt, nướng xong rồi lát nữa mình chấm lại muối ớt. Rồi con ớt nó bự coi nè. Con này là chưa có bự nhất đâu, con để con bự nhất lại á. Tại vì mấy con ớt này mình nướng là mình phải nướng mấy con dừa dừa nó mới ngon. Xin chào chú anh chị và các bạn. Để đến với kênh Cẩm Vân Cô Gái Miền Tây. Sáng nay á thì Vân với Tỷ đi thăm mấy cái lợp ớt. Chiều ngày hôm qua mấy chị em Vân đặt á. Ngày hôm qua đặt mắc mưa quá chừng luôn nên là không có quay được. Bây giờ thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với hai chị em Vân nha. Cái cây tre này nó có gai gọn, cái nó có liền rồi. Nó dính cái sình của mày để băng rửa cái. Ôi, nó sạch cái lợp luôn. Đây. Nè, câu 3-4 con ở trong đây luôn á. Nó đưa mấy con mắt của nó ra nè. Cái đầu tiên. Bữa nay thì hai chị mình kéo cái xuồng theo là tại vì có nước á. Mình xách bằng cái cho xách xách hết nổi rồi. Nên là kéo cái xuồng đi để cho nó nhẹ. Thôi gọi nó lẹ hơn đi lẹ hơn là đi ấy xuồng này nữa nè. Hai con. Ê. Nó rửa cái lợp một cái luôn. Đó nó nhảy lộn xạ luôn nè. Bữa con nói về con cắt cái lợp mà con quên nữa. Đây nè, ở đây mới thấy nó nè. Đó. Được hai con cái lợp này. Hai con cũng trọng trọng quá. Dạ. Rồi bãi lợp luôn rồi. Rồi mình sẽ đi ra ngoài mấy cái kinh. Rồi sao nặng quá vậy? Ui. Cái trăng trăng đó. Cái gì vậy? Ôi Tiễn ơi. Quá thì nó dữ lắm, bự nó bít cái lợp luôn rồi nè. Nè. Ây ây từ từ. Đây đây em thử gỡ thử coi. Đây nè. Ôi con ếch này dữ lắm bự.
trời, bự chưa? Đây đi, gỡ keo thử coi. Ừ, sao gỡ keo được mà. Ừ, ơi, gắn lại tiếng ơi. Gắn keo đi. Tại vì băng keo thì trước sau gì mình cũng hay gỡ à. Con nè, nó bự. Trời ơi, con hết. Nè. Ôi là trẻ. Hai con. Ôi ôi, hai con nào cũng bự hết. Con nè. Đó nè, ít chúa ơi. Thứ thì chơi. Nó vô một cái bít cái lợp luôn rồi. Ôi con nè. Ê, chị để lên mặt chị coi, nó bự dữ không? Ôi, con nè. Nó vô một cái hết hồn rồi chứ. Đó. Hết, biết con hết nè. Con hết này chắc 300-400 gram, cái nửa ký có luôn quá tay. Trời ơi. Ôi, nhìn cái miệng nó rơi quá nè. Gì? Ừ, đã. Đã vô mảnh rồi nè. Cái. Cái khổ cái. Ê, có. Sao không? Nè. Hai con. Một con à, được một con, cái này được một con. Nó vô nó nhảy quá chừng nhảy luôn. Qua bên sông luôn tí ơi. Là bờ kinh có bờ kinh bên đây, nếu mà gặm quá nó không phải là nó nở bờ bên đây vậy nè. Có tiếng chuyện rồi đó. Rồi cái lạp này muốn ngập nước không rồi tí ơi. Coi sao nó nghiêng cái hôm dữ vậy. Có không? Không, mẹ hững à. Sao cái hôm nó nghiêng qua bên luôn á, có mấy con cua không à. Ê, có. Mười lăm. Này ít học sinh này. Cũng cỡ nữa, cỡ 2-3 ngón tay gì á. Nó nằm trong đây, tao có chút xíu rồi, thầy không thấy được đó. Không, mới đầu mình khởi đầu yên mà ta, sao giờ kỹ ta. Không, nhiều khi á, chúng ta bây giờ nó ở trong mấy giường á, nó ít ra ngoài ruộng nước nhiều quá này. Mấy cái bờ kinh này nước nhiều quá này. Con này hồi nãy mới vừa dính nè, con bỏ nó cho vô cái lợp này luôn, để lát nữa mình gom lại mình đổ cho nó dễ nha. Đó, trời ơi, coi cái lợp này nè. Cái lợp này mới xứng đáng nè. Văn với Tiễn gỡ nguyên cái băng keo ra luôn. Trời ơi, con ếch này nè. Nó cứ chui lên phía trên này nó trốn không à. Đây nè. Đây. Đó, cứ ấy tới là nó chui lên phía trên nè. Được hai con mà xứng đáng luôn á. Con với Tiễn vừa lên đây thì thấy mình bị mắc một cái lợp ở chỗ này nè. Cái dấu đặc của mình còn ở đây nhưng mà mắc lợp rồi, chắc là có ếch nên là người ta lấy luôn cái lợp rồi. Chưa gì hết thì mắc 70 ngàn đó. Loại đằng này để chị coi thăm cái đằng này cái luôn nha Tiễn. Mình loại lại mình thăm cái đằng này luôn. Tại vì mé này Văn với Tiễn đặt hai cái đó. Ở đây thì mắc một cái rồi. Rồi Tiễn ơi. Mắc cái đằng kia với lại mắc cái đằng này luôn rồi. Còn cái dấu lợp yên nguyên ở đây nè mà mắc cái lợp rồi. Không biết mé bên kia có bị mắc không á. Bây giờ mình tranh thủ qua bên kia thăm lẹ mới được. Hai cái lợp chắc là có ớt nè, người ta mới lấy nè. Nguyên vậy này chắc là hết rồi đó mấy ơi. Ai trời. Mắc cái thứ ba. Chắc là Văn nghĩ là nguyên một cái dãy lợp này Văn đào đặt chắc mắc hết luôn quá. Đi. Ý, chịu luôn. Ê, mà sao chiến dịch nhỏ vậy hả? Ê, đang dưới nè, dưới cạnh này dưới nè. Ê, lần nào hai chị em mình đi cũng lượm được chiến dịch hết chứ. Nói chứ, chạy chứ, chạy chứ. Ai? Ai có chiến dịch cũng 7 luôn kìa. Nè, lượm được 7 cái chiến dịch luôn. Trứng này nhỏ hơn trứng mực rồi mình lượm ha. Ừ, tại khác chỗ. Con bự. Bự. Đây nè, đó nó nhảy vung cái lợp luôn nè. Đó, nó nhảy. Ui, bự con này bự. Nè. Con này bự nè. Nó đưa cái mỏ lên đây nè. Thăm sót rồi nè. Đó. Vậy con dở cái lợp bên đó luôn đi.
con nào hết. Cái bóng thì nhiều, các bóng cũng thì nhiều luôn. Cái lò đằng này ngập nước luôn rồi này. Nước có ốc với cua không à? Cua nó bò lẹ xẹt trong này nè. Ba muốn bắt cái tự không? Đâu? Em kể với ba nè. Hôm qua em có giấu ba đặt hai cái trong cái mương. Bây giờ mình lội veo vé này mình xăm hai cái của tỷ đặt dấu ngày hôm qua nha. Con gì? Ơi có một con. Ui trời, trong vườn này ít dính một con nhưng mà toàn ít bự không à cô chú chị ơi. Coi nè, đó con đổ nó xuống rồi là nó trèo lên trên không à, nó không chịu ở yên cho mình đó. Ai còn cái dấu mấy chị mình đặt ở đây nè, nhưng mà mất cái lợp rồi, rồi luôn đi sâu rồi. Ngày hôm nay dính hết thì bự thiệt đó, nhưng mà mắc bốn cái lợp đó là hết vốn luôn. Cái lưới này mà nó dính cái bự không mà tí. Cái hùng khổng lồ. Ai nhớ bỏ mình vô trong đây câu cá của ông mình không? Rồi thấy nhẹ hửng vậy. Ôi trời ơi, con này bích lợp hơn cái lợp hồi nãy nữa, ba con mà nó bích cái lợp luôn nè. Đây đây đây, mé bên đây là thấy mặt mẹ em nè, con cầm một cái nó nặng tay hết biết thiệt chứ. Ôi thôi rồi tiếng ơi, cầm không nổi luôn á, nó nặng dữ lắm, nặng luôn. Ai ba dở hơn quá ta. Vâng, còn 4-5 cái lợp ở mé bên kia nữa, nên là cho tỷ chèo xuồng vô mình đi bằng bộ cho nó lẹ. Ôi hình như cái này 4 con mà thấy 4 cái đầu con này mà nó không có bự. Nó nhỏ 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 nhỏ. Đó. Này, 4 em không có bự. Cười gâu vậy. Bây giờ mình thăm dài vô mấy trong kia luôn. Ui, trời ơi, con xanh nặng quá. Coi coi không. Ui này cũng nhiều nè, cũng đâu ba bốn con gì á. Để lát nữa băng vô băng đổ ra luôn nha. Dạ băng cầm hai ba tay rồi, băng không có cái tay để gỡ cái miếng lát nữa vô băng gỡ cái miếng băng keo ra. Đây còn cái cuối cùng, mình thăm cái cuối cùng này rồi xong luôn. Ui ôi ui, có bự có bự. Hai con mà con bự không à, hai ba con vậy mà ít bự không à. Bốn cái băng đặt mé trong cái bờ mương của mình nè, cái nào cũng dính hết hết trơn á. Bây giờ băng thăm xong mấy cái lợp này, băng sẽ em vô đi đổ hết ra coi là thành quả bữa nay mình được bao nhiêu nha. Đây đổ vô đây. Hai con bự nó chơi. Ôi tôi mấy con nữa, phải ba con biết ơi, bốn con nữa. Ôi kìa. Okay.
Rồi. Cái này. Đây là hai cái lợp cuối mà là hai cái lợp mà ớt biết nói chuyện không ạ? Ớt biết nói chuyện không luôn nè. Đó. Giờ đổ ra nha. Không rớt được luôn nè. Trời ơi, con ớt. Trời ơi, con ớt. Đó. Nó vàng ok, cái da của nó ok. Đây, còn con này là khỏi nói luôn rồi nè. Con này như cái trống luôn rồi. Con này như cái trống luôn rồi, cái bụng nó như cái trống luôn. Không biết nó ra vừa cái miệng này không nữa nè Tiến ơi. Ủa sao kỳ vậy, sao cái này kỳ vậy? Rồi sao ra Tiến? Chắc không ra nổi luôn nè. Ê, chị có để ý không? Nó vô nó ăn hết trơn mồi trong lợp ngoài. Nó ăn không còn một miếng mồi luôn, bây giờ nó ra không nổi nè. Đó. Xong. Không còn cái mồi luôn. Quá rồi, quá tức nè. Ôi, có gì mà hánh thằng thiệt chứ. Đủ lắm, nặng luôn. Ôi, con này. Bây giờ Văn phải bắt qua một cái túi nữa cho cô chú anh chị mình dễ nhìn. Tại vì trong đây nó có mồi á, nó nhảy lộn xả khó nhìn lắm. Cái con này là cái con ếch bự nhất nè. Mà nó ăn nhiều quá vô bây giờ nó yếu sức luôn rồi, nó hết nhảy được rồi. Sao thời gian dùng dãy thì nó ăn quá chừng luôn, vô nó ăn hết trơn mồi luôn á con nè, có bụng đó nè. Nó ăn con cua. Nó ăn nguyên con cua trong đây luôn nè. Còn đây là nguyên cái thành quả mà bữa nay mấy chị em mình đi đặt được nè. Một túi luôn, cô chú chị mình thấy không? Mình phải xem ở trong này nè. Nó mới thấy được mày rõ. Đây. Trời ơi. Lắm luôn, còn là ếch ngon ngon không à. Đây nè, mấy con này là ếch. Con này con lấy mày lớn đây nè. Hai con xứng đáng luôn nè. Cái đó một hai, lọp, một hai con này lấy vô cùng một cái lọp luôn nè. Đó, da nó vàng rồi nè. Quả là đã. Mấy con ếch á, mấy chị em Văn đặt lợp về được nè. Rồi, cái này là Văn chỉ làm một phần ít thôi á. Dữ lắm nhiều luôn, mấy con này là Văn chọn mấy con mà vừa vừa nè. Với lại một con bự à, tại vì ếch bự á mình nướng nó dai hay dai nên là Văn sẽ lấy một con ếch bự để nướng thôi. Hôm nay thì mấy chị em Văn nướng muối ớt, nướng xong rồi lát nữa mình chấm vào lại muối ớt. Rồi, con ếch nó bự coi nè. Con này là chưa có bự nhất đâu, Văn để con bự nhất lại á. Tại vì mấy con ếch này mình nướng là mình phải nướng mấy con vừa vừa nó mới ngon. Cho nó nằm ở trứng giữa đi. Mấy con ếch hôm nay là con nào con nấy hả? Chà bá không luôn. Không mắc bốn cái lợp là mấy chị em Văn còn dính nhiều ếch hơn nữa. Mình mắc lợp mình không có tiếc ếch trong cái lợp nhưng mà tiếc mấy cái lợp á. May á là nướng xong mấy con ếch mà trời chưa có mưa. Bây giờ ếch của Văn nó chín vàng đều hết rồi nè. Mình gấp ra nha. Rồi, con ếch bự nè. Có cô chú anh chị mình thấy không? Bự á chứ mình nướng xong rồi á là nó săn cái thịt nó lại à. Nè. Đó. Thơm quá chừng thơm luôn. À, cái này thì Văn với Tỷ sẽ chấm với lại muối ớt. Rồi, Văn nằm muối ớt xong rồi bây giờ nặng chanh vô. Nhìn hấp dẫn đó. Anh nhiễm khô ớt à. Đi qua. Bữa nào mình làm khô ớt thử đi. Hấp dẫn quá chừng luôn. Đây nè. Bây giờ thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với hai chị em Văn nha. Trời ơi, coi cái đùi của nó nè. Cái này chấm với ớt. Ui cái đằng. Này mình ui cái đằng cái nha. Cái thịt nó dễ rồi, nó dai. Thơm quá à. Mặt của chú anh chị nha. Ở ngoài á, có thịt nó chắc. Thịt ngọt nữa. Mình nướng lửa chậm á, nó chín từ từ. Trong thịt nó săn lại nó dai ngon lắm. Dưới này nó giòn. Biết rồi, bạn mới ăn lại hết á. Nướng, mấy hôm trước thì mình nè nấu lẩu. Ngon thiệt. Nè, cái lùi nữa nè.
cái này đều là ớt bự không á, cái thịt nó sắc lại, nó dẻ lại á. Ê đùi ớt như tập gym vậy. Này là tập thể dục nhiều lắm nè, cái nhảy nhiều lắm nè. Như thịt gà có sớ không sớ mà. Thơm quá à. Thấy không? Cái chỗ hoàng gia nó ít thịt này nè, cái nó khô rồi á, cháy 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 gì nè, thơm quá chừng luôn. Trên đầu này có găng á, ăn cái sụn trên đầu này cũng ngon lắm nè. Dai thịt gà nhưng mà ba. Trời ơi, chỗ này nó giòn một cái nghe. Thấy cái đường xương lưng này nè, giòn dữ lắm, giòn luôn. Hay lần này á, khi mình đặt vòng vòng nhà thôi rồi cái đó là. Tại vì á, thường vòng vòng đây á, ít ai vô đây đặt lắm. Lâu lâu thì mấy chị mình đi đặt xa một bữa. Rồi con này nè, có ít bự nè. Đây. Rồi cái đùi ít bự nè. Xé cái đùi ra nè. Rồi. Hai cái đùi quá là ngon. Cho cơm một cái. Vô. Đùi này là phải chấm một miếng mướp ớt mới đã. Mướp ớt hôm nay Văn Đâm con trái ớt là không cay nên là không có sợ. Ba ơi ba. Nè, cho chấm miếng nè. Nhịn đùi. Thơm, nó thơm ơi là thơm luôn á. Thịt ớt thì dai dai ngọt ngọt, còn miếng ớt thì mặn mặn cay cay. Chứ sao nó dai một cái lắm nha. Cái này ăn còn hơn thịt gà nữa. Ngon quá. Tính ăn cái sụn trên này nè, mở xứng. Cái thùng ít bự nó cứng. Hôm nay ta sẽ được ăn khô gà. Đây. Ấy, khô ớt á. Khô ớt, khô ớt. Cái sụn như này nè, không cắn được luôn. Nhưng mà con thích nướng khô khô vậy nè. Nó thơm, lại cái thịt nó dẻ lại á, nó dài ngon. Ê, như ba em thắc mắc là con ếch nó sống bao lâu cũng được mới được quay lớn nè. Cái này hơi nó thường hơi luôn. Được mấy con ếch bự bự không rồi. Ếch bự nó vô cái lạp xong á, nó ăn hết trơn mồi luôn. Có một con ếch bự đầu tiên đó là nó ăn luôn con cua nữa. Cái này nó thơm lắm nè. Chửi luôn á. Ôi coi nè, nó có xới xới luôn, là cái thịt của nó dai thôi là dai đó. Con ếch thì chắc sống lâu lắm á, lâu năm lắm tiên, lâu lắm nha. Chị cũng không biết nữa, mấy thường mấy con ếch này nè mà ở trong mấy vườn đó là nhiều. Ngon chưa? Ngon luôn á, ăn có hai con ếch cái gì thịt nó nhiều lắm luôn á. Mà mấy ếch bự này còn nó sống trong vườn không à. Nó trớn trong cái bụi cây không. Mà chứ còn như tiễn ăn với mấy con ếch mà no luôn. Bởi vì mấy chị mình không có dám thứ nhiều luôn á. Thịt nó chắc đó, nó dẻ. Ăn mà nhai mỏi miệng luôn. Hôm nay thì mấy chị em Văn đặt được ếch thì Văn làm ếch nướng. Nếu mà lần sau đi đặt có ếch bự nữa thì Văn sẽ nấu món khác nha. Còn bây giờ thì video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Mong mọi người cho Văn xin một like và đăng ký kênh để có thêm động lực làm ra nhiều video hay hơn nữa nha.